trước khi mùa giải V-League 2019 khởi tranh, trong khi các câu lạc bộ khác rầm rộ mua sắm thì câu lạc bộ Sài Gòn lại cho thấy điều ngược lại. Thay vì mang về những nội binh hay ngoại binh chất lượng và có tên tuổi, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công lại ưu tiên cho việc trẻ hóa đội hình. Về cơ bản thì Sài Gòn năm nay chủ trương không mua nhiều cầu thủ mà chỉ chú trọng vào trẻ hóa. Với tình hình lực lượng hiện tại thì tôi khá hài lòng. Lực lượng của Sài Gòn năm nay thì ra cũng không có gì thay đổi nhiều so với năm ngoái. Về cơ bản cái bộ khung thì cũng không có gì thay đổi. Đây là hy vọng mùa giải năm nay sẽ thành công hơn năm ngoái. Để chuẩn bị cho trận đấu khai màn V-League 2019 gặp câu lạc bộ Nam Định, toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ Sài Gòn đã có mặt tại miền Bắc từ sớm và chọn sân bóng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam làm nơi đóng quân và tập luyện trước khi di chuyển xuống Nam Định để tranh tài với đội bóng Thành Nam với mục tiêu ra về với ít nhất một điểm trong tay. Mục tiêu của trận đấu này cũng như cả mùa giải là Sài Gòn sẽ cố gắng chơi tốt và trận đầu này sẽ cố gắng có điểm trước đã, không để thua trong trận đấu này. Câu lạc bộ Nam Định mặc dù là họ có những cái khó khăn nhất định thì cái này là tình hình chung của các đội tham gia V-League. Nó có cái sự thuận lợi khó khăn riêng. Nhưng mà tôi đánh giá cao là họ là những con người được đào tạo tại Nam Định và họ được thi đấu trên sân nhà. Ngoài trừ ba cái tên Nam Anh, Quang Vinh và Bá Dương không thể ra sân thi đấu ở vòng 1 do những chấn thương khác nhau, câu lạc bộ Sài Gòn sẽ có được đội hình gần như mạnh nhất ở chuyến làm khách đến Thành Nam. Khởi đầu suôn sẻ là mục tiêu của bất kỳ đội bóng nào, tuy nhiên trước một Nam Định đang quyết tâm trở lại thì đó quả thực sẽ là một thử thách khó khăn dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công.